Nghệ An hoàng đế chân cảnh Nghệ An về thiên bản làm quan phủ xây.
hoang tàng hoang hai chim lên hoang tàng hoang hai ông bơ ông bảy tô quan hoang bảy chim lên thấp nhị tiên nào bờ cung bay lộc ông về chân cung lộc tài rồi cho ra sư nghìn lộc tài để đa bốn mùa sân sạc thu đông. Thank you.
tiếc ngọc hôm nay chúng con nhất tâm kiều tình. Mà đón dứt hoang bưởi về giang đan giang mười chân tấm mi cho ghế ông đây lòng ngờ sửa sang
áo thăm khăn đào các áo xưa sáng nay, áo thăm khăn điều mặt nào các áo ngơ ngẩn chìm chiêu cùng vì ông. Lòng hoàng thấy lâng 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 lâ
còn đôi có muốn lượn lượn xanh tiền mười hai các cô tiên nữ màu già đôi bên ông rõ đôi bên rõ đào con nhang khôn đi tìm ba thầy xe áng mây vàng trời xanh nghe xe áng mây vàng có người con xích kiểu con nồng hoàng đời chân thủ nghề thành ra hồi cung nhang xa.